bướm bướm đậu trên tay. Bạn có thích một chú bướm đáng yêu đậu trên tay mình không? Chúng ta sẽ cùng làm một chiếc nhẫn bướm bướm nha. Để làm một chiếc nhẫn như thế này, ta cần chuẩn bị 3 cọng dây kẽm nhung có 3 màu khác nhau và kéo. Đầu tiên, bạn quấn đằng giữa của 3 cọng kẽm nhung vào nhau. Tiếp theo, uốn kẽm quanh ngón tay, quấn lại cố định. Sau đó, rút nhẫn ra khỏi ngón tay. Tách các cọng kẽm sang hai bên theo từng màu nào. Cuốn tròn kẽm hồng vào trong, bớt nhẹ ở đầu để tạo thành hình cánh bướm. Tương tự, ta cuốn cọng kẽm hồng còn lại. Tiếp theo, ta cuốn đến 2 cọng kẽm xanh và tạo hình cánh bướm. Cắt bỏ một đoạn kẽm vàng, uốn cong ở đầu, ta được 2 cọng râu. Cuối cùng, ta chỉnh lại cánh bướm sao cho thật đều. Tất nhiên, thay vì làm nhẫn, bạn có thể dùng chú bướm này làm cục tóc hay băng đồ xinh xắn lắm đó nha. Tỉnh dậy, cậu thấy từng chú cóc nhảy ra khỏi lu. Vừa nhảy, chúng vừa kêu ọp ọp nhịp nhàng. Ơ, xem kìa, có một đám mây lớn ngay trên nhà mình. Rồi trời đổ mưa ào ạt, lẫn trong những giọt nước là các hạt gạo trắng tinh nhẹ nhàng.